Huấn luyện viên Hà Nội fan club nói cầu thủ chưa thuộc bài khi thua Thanh Hóa. Huấn luyện viên Iwama Daiki cho rằng cầu thủ Hà Nội fan club chưa vận hành đúng chiến thuật được tập luyện khi thua Thanh Hóa 0-2 ở vòng 9 V-League 2023-2024. Các cầu thủ thể hiện trên sân không giống những gì đã được tập luyện trong một tháng qua, huấn luyện viên Iwama Daiki nói ở họp báo sau trận đấu trên sân Thanh Hóa tối ngày 18 tháng 2, nhưng từ chối chê trách hàng công kém hiệu quả hay hai lỗi dẫn đến bàn thua của thủ môn trẻ Quang Văn Chuẩn. Nguyên nhân được nhà cầm quân người Nhật Bản chỉ ra là do áp lực thực hiện trong trận chính thức đầu tiên dưới thời của ông nên không chính xác. Yếu tố còn lại là do một số trụ cột lên đội tuyển thi đấu ASEAN Cup 2023 như Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh hay Phạm Tuấn Hải, nên hai tuần tập luyện và học hỏi cách chơi mới là chưa đủ. Ông cho rằng, cầu thủ Hà Nội có lúc thực hiện đúng bài học nhưng tần suất thấp, trong khi Thanh Hóa đã hiểu rõ cách triển khai của huấn luyện viên Velija Popov. Chơi không ý đồ thì không thành một đội bóng, không kiểm soát được trận đấu, huấn luyện viên Daiki nhấn mạnh. Tôi sẽ về cải thiện và nhắc nhở các cầu thủ. Khi làm cầu thủ, Daiki là trung vệ chất lượng từng nằm trong đội hình Nhật Bản vô địch ASEAN Cup 2011. Đến thời huấn luyện, Daiki có 2 năm dẫn dắt câu lạc bộ Kashima Antlers tại J-League 1. Ông được bổ nhiệm thay huấn luyện viên Đinh Thế Nam sau vòng 8. Huấn luyện viên sinh năm 1982 đánh giá mặt sân Thanh Hóa không chất lượng khi mấp mô khiến cầu thủ đôi bên chơi bóng ngắn khó khăn. Ông cho rằng bóng đá Việt Nam muốn phát triển phải giải quyết ngay lập tức chuyện sân bãi, đồng thời nhấn mạnh đây là góp ý và không phải biện minh cho thất bại. Huấn luyện viên Popov của Thanh Hóa cũng đồng tình và cho rằng đây là yếu tố đầu tiên phải cải thiện nếu bóng đá Việt Nam muốn theo đuổi lối chơi kiểm soát. Việt Nam có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Nếu mặt sân tốt hơn, chất lượng trận Thanh Hóa và Hà Nội Fan Club còn hay hơn nữa, Popov cho biết. Trận này, hai bàn của Di Mario và Luis Antonio giúp Thanh Hóa thắng Hà Nội Fan Club lần đầu kể từ V-League 2019. Họ vượt qua Bình Định và Bình Dương để đứng thứ hai với 18 điểm, kém đầu bảng Nam Định 4 điểm. Trong khi đó, Hà Nội Fan Club xếp thứ 10 với 10 điểm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.